Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Thì hôm nay lại tiếp tục mình sẽ quay cho anh em một video để mọi người xem giải trí mọi người. Ok, xem giải trí mọi người nhé. Thì cái web này có rất nhiều con game để anh em chơi nhé. Anh em thích chơi con game nào thì anh em chơi anh em à. Đấy, thì đặc biệt là có hai hình thức, đó là game 3D và game người thực anh em nhé. Đặc biệt là game người thực, nhưng mà mình lại không chơi người thực cho anh em xem được anh em à. Thì bởi vì là Etherbird nó đang quét mạnh quá nên là mình không dám quay cho anh em xem, thì anh em thông cảm cho mình nha. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi con game này kiếm lúa anh em ạ. Kiếm lúa cho mọi người xem mọi người nhá. Ok, mình sẽ vào BGR chơi anh em à. Ok, mình sẽ vào sòng này em. Nó là một cái bệt đỏ rất là dài anh em à. Được thì mình có vào kịp không? Không kịp anh em ơi, không kịp để thăm dò đỏ anh em ơi. May quá mình vào thì nó gãy. Mình vào thì nó đã gãy rồi anh em ơi. Ok. Gãy à? Đỏ đi anh em ơi. Thăm dò đã anh em, thăm dò xong rồi mình mới biết nó là cầu gì để mình phân tích cho anh em xem anh em nhá. Mình đánh 1M trước này. Hiện tại mình nó có 50M này. Tay 1 thì mình đánh 1M anh em ơi. Vô rồi. Được 1M anh em. Được 1M rồi nha anh em ơi. Cũng khá là vui anh em ơi. Tay đồ ăn thì khả năng là hôm nay sẽ hốt được lúa này anh em. Khả năng thì hôm nay sẽ hốt lúa này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh đỏ. Đỏ anh em nhé. Đỏ 2M anh em. Khả năng là hút lúa rồi. Ô oh. Khắm thế nhỉ. Vẫn là xanh à. Thế thì mình sẽ theo xanh nha anh em. Mình sẽ theo xanh luôn để xem là nó có ra bệt xanh không em nhé. Nó ra bệt xanh thì mình cũng hút trọn anh em à. Ok, vậy thì mình sẽ theo 2M vào xanh đi anh em. 2M vào xanh nha mọi người. Một bệt đỏ xong rồi lại tiếp tục một bệt xanh à. Cũng khá là hợp lý đấy chứ nhỉ. Hòa. Hòa. Thay. Không sao anh em ơi. Vẫn giữ vững lập trường anh em. Vẫn giữ vững lập trường nha mọi người. Mình vẫn giữ vững lập trường mọi người. Xô. Cảm giác này là xong rồi. Ok. Lụm lúa lại ngay anh em. Vậy thì ok, mình sẽ theo đỏ anh em à. Mình sẽ theo xanh chứ, theo bệt xanh nào. Theo bệt xanh nào. Một ngày mình đánh 4-5 tay thôi anh em ơi. Những tay đầu tiên là những tay thăm dò nha. Còn những tay sau mới là những tay quyết định là hôm nay là mình có lúa hay không anh em. Thì mình đánh 2M đi. 2M theo bệt xanh em ơi. Theo đến cùng là theo đến khi gãy thôi nào. Ô, con đầu tiên là con 9. Ui, một con 9 tiếp ư. Mẹ, tại sao lại như vậy hả? Ui trời ơi, gãy à? Gãy sớm vậy. Không sao anh em ơi. Không sao nha mọi người. Ok, mình sẽ đánh 4M vào xanh anh em ơi. Đánh cầu 1-1 nha anh em. Anh em sẽ xem cái cách mình xử lý nhé. Con 9 đầu tiên khá hợp lý này, lại là một con 9 khác ư. Ok, ok. Hope rồi. Ok cho mọi người. Hiện tại thì mình đang lãi 2M rưỡi anh em. Mình đánh được vài tay rồi. Chắc là mình sẽ đánh hai tay nữa, mình sẽ nghỉ anh em ạ. Nghỉ để kiếm tí bún, tí lúa anh em ơi. Kiếm tí lúa, tí thóc. Ok, thì mình sẽ đánh đỏ 2M mọi người. Mình sẽ đánh đỏ 2M, mình bắt cầu 1-1 anh em. Nói chung thì hôm nay không có cầu gì hết, chỉ là mình phải tính toán một chút anh em. Mình phải tính toán một chút anh em à. Chứ nó cũng không có cầu 1-1 hoặc là 1-2 gì đấy, cũng quá chuẩn đâu anh em à. Nói chung mình cũng phải tùy sòng, tùy bài anh em nhé, để mình phân tích xong mình đánh mọi người. Ok chưa mọi người? Ok. Thì mình sẽ theo đỏ tiếp anh em. Ô, không kịp anh em ơi. Khấm gì. Ô, may không kịp nên là mình cũng không mất tiền anh em ơi.
Ok, hiện tại thì mình đang lãi 0,6M à. Nói chung là có lãi nhưng mà cũng lãi ít thôi anh em. Thế thì mình sẽ đánh một hai tay đấy mình nghĩ anh em. Tay này mình ăn luôn này. Tay này ăn thì mình nghĩ đây. Anh em nghĩ là làm gì mà hình thành được cái bệt bệt xanh anh em? Không thể hình thành được cái bệt xanh đâu anh em nhá. Bệt xanh sẽ không có đâu này. Ui trời ơi. Đen gì? Đen thế nhỉ? Đấy anh em à. Nhiều khi nó cũng rất là ảo nha anh em, ảo ma Canada nha anh em. Thì ok, mình sẽ theo xanh 2M để hôm nay mình nghỉ mọi người. Mình đánh tay này là tay cuối rồi mọi người. Tay cuối để mình có thể nghỉ nha anh em. Ok. Ok. Ê, mình lãi 500 nghìn à. Lãi 500 nghìn khó coi đấy nhỉ. Thế thì mình sẽ đánh một tay 500 nữa anh em. Để nói chung là kiếm 1M nó như nào nhá. Theo đi. Theo 500 đi anh em. Theo nhỏ thôi. Nói chung là chỉ cần có dấu dương là được anh em à. Mình không cần nhiều đâu anh em. Nhiều ít không quan trọng mà. Ok chưa? Thì mình đang được 1M mọi người. Đánh nãy giờ mình lãi 1M mọi người. Hay là mình theo một tay nữa nhỉ. Mình theo một tay nữa anh em. Khả năng đang ra bệt chặn nên mình nghĩ thì mình sẽ hơi tiếc mọi người. Mình cứ theo 5 lít vào bệt chặn anh em ơi. Ok rồi. Hay là mình đã bắt được cái bệt à anh em? Mình đã bắt được cái bệt à? Hay là bây giờ mới bắt đầu tỏa sáng à? Tỏa sáng hơi muộn à? Theo nguyên tắc thì bây giờ mình sẽ nghỉ rồi nhưng mà mình đã bắt được cái cầu bệt này anh em ơi. Sau một cái khoảng thời gian khá lận đận thì mình đã bắt được cái cầu bệt. Thế thì mình sẽ theo bệt 5 lít nữa anh em. Ok. Tay này tay cuối cùng của mình này. Mình xin hứa luôn này. Xin hứa với cuộc đời này. Ôi trời ơi. Ok. Không sai anh em ơi. Được 1M cũng gọi là một niềm vui đấy anh em. Đánh vài phút mà lãi 1M là cũng vui rồi. Đấy. Thì chúng ta không nên tham đâu anh em nhé. Con game này mình đánh càng nhiều mình sẽ càng mất tiền anh em à. Mình đánh càng nhiều thì mình sẽ càng cút anh em nhé. Đấy. Bởi vì sao? Anh em đánh một thì anh em được có 0,95 thôi mọi người. Mọi người thấy chưa? Mình khuyên anh em không đánh đánh nhiều, không nên quá tham lam nhé. Thắng rồi thì cũng nghỉ để mà có lúa, còn thua ấy thì cũng nghỉ luôn. Đang đen thì đừng có cố gắng mà lấy lại kiếm lại nhé mọi người, chỉ có nước là đi cút thôi anh em à. Đấy thì hôm nay mình lãi 1M rồi nên là mình ok. Xin cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video của mình.